mấy kinh dị từng thứ 100. Coi bộ con map này hơi bị hay á nha. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Không Cận TV đây bạn ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một con map của game Roblox. Đây là một con map khá là hay mà mình mới vừa tìm được. Và con map này có tên là Thang Máy Kinh Dị Tầng Thứ 100. Ui, Thang Máy Kinh Dị Tầng Thứ 100 nghe là có vẻ là hơi bị hấp dẫn rồi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào trong thang máy để xem coi liệu rằng chúng ta sẽ gặp được cái gì kinh dị nha mọi người. Bắt đầu thôi. Let's go. Rồi, đi Sam ơi. Bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu vào trong thang máy là nó sẽ bắt đầu trò chơi nè. Đấy. Sam ơi, Sam có biết là vào trong thang máy á, tụi đố Sam cái con đầu tiên mình sẽ gặp là con gì, Sam biết không? Nếu mà vào thang máy kinh dị thế là cũng sẽ gặp yêu quái này nọ thôi, đúng không? Yêu quái được hả? Trời, có cái con này nó còn ghê hơn cả yêu quái rồi, biết con gì không? Có con gì? Con A. Con A á, không biết con A hả? Con A là con Ayo, what's up? Hello 500 anh em nha. Cũng sắp đến Tết rồi, không biết là anh em đã có tựa game nào để có thể cày trong ngày Tết chưa hả? Nếu như chưa có thì hãy xem cái video này đi nha. Chắc là anh em vẫn còn nhớ đến tựa game Honkai Impact 3 chứ hả? Đây là một tựa game rất hot trong thời điểm hiện tại, nên là tôi cũng có một thông báo mới dành cho anh em game thủ đây. Đó chính là vào ngày 18 tháng 1, game sẽ update thêm một phiên bản mới, The Win Tomorrow. Đây chính là phiên bản cập nhật cuối cùng của phần 1 và cũng chính là thời điểm tốt nhất để chuẩn bị cho ra phần 2. Ở phiên bản này, chúng ta sẽ có một bộ trang phục chiến đấu mới, chính là bộ trang phục chiến đấu mạnh mẽ nhất của Phu Hoa. Bộ giáp này mang lại cho cô một khả năng viral và chiêu cuối cực kỳ ấn tượng. Cặp cánh có thể đánh bay đối thủ lên không rồi đưa họ trở lại mặt đất giống như là Shoryuken vậy. Và không dừng lại ở đó, cô sẽ có một thân thể bất tử, cô sẽ không thể chết trong khi đang chiến đấu và có thể tăng thêm sát thương bằng cách tiêu thụ HP giống như là Phượng Hoàng vậy. Và tiếp theo, chúng ta sẽ có một câu chuyện chính mới, hai nhân vật mới Coralie và Helia. Họ sẽ đến mặt trăng và bắt đầu huấn luyện để chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu tới sao hỏa trong phần 2. Bộ 39 của Honkai, Kiana, Mia và cô nhân viên văn phòng Bronia sẽ tái hợp và thậm chí trở thành người hướng dẫn cho hai nhân vật mới. Và Kiana sẽ gặp lại nữ thần Versen Adina. Và sự kiện giới hạn mới, trò chơi pinball cho Senti Hoa. Đây là câu chuyện phụ đầu tiên của Senti và Phu Hoa. Một câu chuyện hàng ngày ấm áp và thú vị, vô cùng đáng yêu và ngọt ngào. Và còn có cả những outfit mới, trang phục idol mới của Kira và trang phục sẽ được cập nhật trong phiên bản mới. Và các bạn cũng đừng quên là hãy tải ngay Honkai Impact 3 và sử dụng mã giảm giá ở trên màn hình để có thể nhận được hàng loạt những phần thưởng mới. Người chơi mới sẽ có thêm nhiều phần thưởng khác trong trò chơi để có thể khám phá. Link tải game mình sẽ để bên dưới phần mô tả và phần bình luận, các bạn hãy đừng quên tải về nha. Chơi ngay nào các bạn ơi. Vâng, và đó chính là một phút quảng cáo cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem quảng cáo. Phải như vậy mới kiếm được tiền ăn sáng, hiểu không? Thang máy kinh dị mà cũng quảng cáo được luôn hả? Trời ơi, vô xem coi. Quảng cáo gì, game hay là mình sẽ phải quảng cáo cho anh em xem chứ, đúng không? Rồi, tiếp. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào trong thang máy kinh dị nè mọi người. Đây, để tôi bật tiếng lên luôn cho mọi người nghe được tiếng luôn cho nó hấp dẫn. Đó. Ôi. Ủa sao? Ui! Sắp thang máy rồi. Ôi! Ui, tới thui luôn. Ủa, sao nãy ít người mà giờ đông người vậy? Rớt xuống tầng chứ mấy sao? Rớt xuống cái em lại thấy quá trời người luôn. Rồi, tầng đầu tiên của chúng ta sẽ là tầng gì đây? Squid Game. Chị bảy, chị mặc áo vàng. Cái này tôi thích, nha. Tôi thích chơi Squid Game cái này được nha. Mấy gì sao chơi trời? Đâu, bây giờ mới bắt đầu bà nội. Quên, đi cẩn thận nha. Rồi cẩn thận nha, chuẩn bị nè. Green light. Rồi đi. Red light. Ôi! Ủa? Tôi dừng lại rồi mà. Không, ông phải nghe chứ cái lời nó, hiểu không? Đèn đỏ là là nghe đèn đỏ là phải dừng lại liền luôn đúng không? Trời ơi. Để tôi lên lại. Đây rồi, mọi người vẫn đang chơi. Đây tôi tới nè. Ủa? Sao mày? Hình như tôi mới thấy bà bị bắn đúng không? Tôi bị bắn luôn chứ trời ơi. Ok, green light nè. Rồi, đứng im. Thấy không? Tôi biết cách chơi rồi. Bây giờ chỉ cần đứng im như thế này trước khi mà nó quay lại là được. Ui, còn có 38 giây sao kịp trời. Green light. Red light. Ồ, rồi 30 giây. Trời ơi, 30 giây sao kịp trời. Green light. Red light. Oh no, không kịp rồi. Còn 16 giây, còn 15 giây. Sammy sau lưng tôi kìa. Nhưng mà bây giờ còn có 10 giây sao kịp. Chạy 8, 7, 6, 5, 4. Thôi xong, trời ơi. Không kịp rồi. Ây da, thang máy kinh dị kiểu gì mà sao lại trò chơi đầu tiên lại là đèn xanh đèn đỏ là sao? Trời ơi, hiện nó cũng kinh dị mà đúng không?
Ok, đến với tầng tiếp theo. Từ nãy giờ mình đến được tầng nào rồi nha? Tôi không biết là mình đã đi được tầng nào luôn á. Tầng đầu tiên, giờ tầng 2, giờ đây là tầng 2. Tầng 2 ở đây, tầng 2 hả? Tầng 2 là gì đây? Ui, cái con này là cái con hề ở trong phim Lưỡi Cưa này đúng không? Là mình phải vượt qua mấy cái bẫy của nó đó. Chạy, Sam ơi, hình như là nó có bẫy đó. Dừng lava đâu ơi, chạy nhanh lên. Lava dừng lên á, chạy. Rồi, nhảy qua đây nè. Nhảy qua đây nè. Nhảy không, tôi chỉ cho. Trời ơi, tôi nhảy lên trên cao nhất luôn rồi nè, bà nói cái gì vậy? Ui, lava dâng lên kìa, nhanh. Đây, qua đây. Nhảy qua đây nè, đúng không? Sau đó là rồi. Nhảy qua bên đây nè, đúng không? Đụng, nhảy qua bên đây. Đụng cái dây xanh đi, đụng cái cổng xanh xanh đi. Đó, bay qua. Là bên đây là cao nhất kìa hả? Rồi, đây. Bên này nữa hả? Đó. Trời ơi, nhiều vậy? Rồi. Ai? Rồi, xong sao bên tôi té luôn. Trời ơi. Trời ơi là trời. Đúng thiệt, chơi đúng gà luôn á trời. Ok, màn tiếp theo. Ủa, màn tiếp theo là cái gì mà sao nghe tiếng nhạc sôi động quá vậy? Hả? À, biết, chắc vô mình nhảy rồi, nhảy hip hop nữa hả? Nhảy đùm rồi đó, rap. Rồi, tiếng nhạc tắt rồi. Nhạc kinh dị là bắt đầu giờ chơi kết thúc nè. Rồi, cửa mở ra rồi, cái gì đây? Một cái quen vậy? Một cái ngôi nhà. Ôi trời ơi, cái ngôi nhà này nhà là cái gì đây? Vậy? Nhà đẹp quá. À. Nhà đẹp thì đẹp thật á, nhưng mà đây là thang máy kinh dị, chắc chắn nó sẽ có cái gì đó nè, để tôi xem coi. Đúng rồi. Ê, cho tôi đi với nhà, ê tự nhiên mình vô nhà người lạ vậy, nhìn mình ăn trộm hả? Đâu, mình không có vô đây ăn trộm đâu bà. Trong đây có gì đâu ăn trộm. À, có cái tivi nè, có mỗi cái tivi là ăn trộm. Bê tivi về, đi bê tivi mình. Mà thôi. Ủa? Cái gì vậy? Ủa gì vậy? Sao được nhìn rồi? Ê, hình như quay đứng chung tôi sợ. Hình như mình đang bị ngất xỉu hay sao nè? Đen màn hình luôn rồi. Ủa? Xỉu? Chuyện gì xảy ra ta? Rung đấy. Đừng có lại mở mắt ra con gì nhà ra hù nha. Ồ. Ê, ai nói vậy? Cái gì vậy? Ui. Ôi. Cái gì vậy? Tôi không biết. Ai vậy? Ui. Zep được kêu lên. Sao ơi, chạy Sam ơi. Nó đuổi kìa, nó đuổi. Chạy. Nhảy xuống đây Sam ơi, chạy. Đây, tìm ra. Vô thang máy luôn. Chung. Sợ xíu. Yên tâm, nó không tới đâu, hình như nó không vô được thang máy đâu. Nó vô được. Vô được thang máy. Trời ơi, trốn đi. Ok, trốn kịp rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, tôi bắt đầu sợ rồi đó nha. Đau tim thật sự luôn mấy má. Trời ơi. Rồi, tầng tiếp theo. Trời ơi, hồi nãy là Zep the Killer rồi. Tầng tiếp theo sẽ là con quái vật gì nữa đây? Mới tầng 3 thôi mà nó kinh dị vậy, xuống tầng trăm cái châu mình gặp hà bá rồi. Ui, sao tới thua vậy? Ê, đừng Phong ơi, tôi nghiêng chỗ này. Ui, có tiếng con gì á? Đừng. Ui, có tiếng con gì á? Tôi nghe tiếng con gì á? Đứng đi. Không, tôi là tôi thích đến đó, tôi xem coi rốt cuộc là có con gì nè. Tôi vợ, tôi sợ bị hà bá ăn quá. Ủa sao mày tới thua, ta không thấy gì luôn á? Ê, thấy mất ông đâu rồi? Tôi đi xa lắm rồi, nhưng mà tôi không thấy có gì hết trơn. Ủa, tôi đến cuối luôn nè, có thấy gì đâu. Thôi, tôi đi về đây, tôi sợ lắm. Ui. Ê, sao tôi đi về, tôi tìm không được đường sao vậy? Càng lúc nó càng tối vậy? Ui. Sao tôi đi về đi? Rồi xong, nói thui luôn, tôi không thấy tôi đâu luôn rồi. Tôi cũng vậy. What the hell? Con gì vậy? Tôi con gì nó mới nhào tới vậy? Con nhện, Phong ơi, tôi thấy con nhện. Trời ơi, cái tính tò mò đi tới chi xong bị giết tiêu luôn, trời ơi. Trời ơi, ta thấy chưa, đi xuống tầng 100 nó khó lắm đi chưa. Đâu có dễ đâu. Thôi, không sao cả, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với tầng tiếp theo. Để coi tầng tiếp theo sẽ là gì đây. Hồi nãy là gặp cái con mà sợ nhất là tôi gặp từ nãy giờ là con Zep the Killer, tôi thấy sợ nhất nè. Đúng rồi, nó dí quá trời. Ủa, con này con gì vậy? Con này con gì vậy sao? Ủa, Granny. Ủa, sao bà Granny trong đây lùng dữ vậy? Gì kỳ vậy? Đây là cháu Granny là gì? Gặp Granny để gọi là tiêu diệt Granny đúng không? Ủa, game gì kỳ vậy trời? Trời, game gì đâu mà nó. Trong đây là cái phòng khách của bà Granny nè. Rồi. Sao tôi nghe tiếng bể chén nha, bà Granny tức giận, đập chén rồi. Ủa, bà đâu? Có thấy bà đâu? Thử, bà mới xuất hiện chứ. Con cho đi chung đi, tôi sợ lắm. Ui, tôi thấy là trong nhà bắt đầu có sương mù. Ôi, Sam ơi, sau lưng nè. Đây rồi.
trời ơi, xuất hiện ngay sau lưng luôn chứ trời. Bị đập chết queo rồi. Trời ơi. Ây da, tự nhiên để cho bà Granny gọi là siêu lùng đánh cho cái ngất xỉu luôn. Cay thật sự. Nổ ra cái đầu, cái gì, bon cái đầu luôn. Ây da, tự nhiên để cho bà Granny gọi là lùng tịt đánh cho thua luôn. Cay thật sự. Xém nữa thắng được thêm màn đó, được thêm tiền rồi. Ok, rồi màn tiếp theo là gì đây? Màn tiếp theo, tôi sẽ gặp quái vật gì đây nhỉ? Tôi muốn gặp con yêu quái nào kinh dị tí được không? Hồi chưa chưa đủ đô nè. Từ nãy giờ chưa đủ đô lắm. Ủa, cái gì đây? Sao lại là nhà đó vậy? Sao lại là nhà đó vậy? Ê, nhà này có ai kinh dị không? Nhớ coi không có kinh dị không? Cái này là nhà tắm nè, có bồn cầu nè, đó tôi ngồi đi toilet. Ủa gì tắm sạch vậy? Ủa nhưng mà sao xung quanh đi không còn gì nữa chứ? Này có bàn ăn nè. Sam, Sam đang ở đâu vậy? Sam đang ở đâu vậy? Ê Sam ơi, con ma ngay tivi kìa. Ê, đừng có nói nó chui, nó chui từ trong tivi ra. Đừng có nói nó chui từ trong cái tivi ra nhà mình, né né, mình né né tivi ra đi. Đúng rồi. Ui. Tivi, con ma tivi. Ê nhưng mà sao con ma nhìn nó không có, nó không có đáng sợ chút nào luôn. Chậm vậy. Ui. Ui. Nó quýnh. Ông nó sợ nó quýnh cái chết đó. Nó quýnh cái bạn, các bạn tóc đỏ kia còn có tí máu luôn kìa. Rồi. Ê nó quay qua đuổi. Ui. Rồi, ui rồi xong luôn, chết queo. Ê nhưng mà cái con này sao nó cầm theo con gấu bông nó vậy? Chủ sau lưng à, có bạn chủ sau cái tivi nhìn hà vậy kìa. Ê, chui, nó chui vô lại kìa. Nó chui lại à? Nó chui vô lại tivi rồi. Trời ơi. Trời ơi. U tính ra là cái thằng máy nó tới những cái con ma truyền thuyết luôn phải không? Cổ xưa nó còn có luôn kìa. Ui. Rồi, màn tiếp theo. Để xem coi con quái vật tiếp theo. Rồi, con quái vật tiếp theo chúng ta sẽ gặp là con gì? Ủa? 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 Cái rôn. Mèo Simmy. Ủa? Ủa? Sam thấy ai? Tôi thấy mèo Simmy nè. Ủa? Cái rôn. Ủa? Mình như thấy bạn mình á. Khoan từ từ, có khi nào là nó đang giả mạo bạn mình không? Được rồi. Đúng rồi. Tại sao? Đó, vẫn là mèo Simmy. Ui! Mèo Simmy làm gì vậy? Mèo Simmy làm gì vậy? Có ai đứng sau lưng Sim kìa. Tôi không thấy gì hết trơn vậy. Ui! Có ai đứng sau lưng Sim kìa. Ui! Rồi xong Sim luôn. Rồi cái này là thứ 6 ngày 13. Cái này là thứ 6 ngày 13. Trời ơi, thứ 6 ngày 13. Ê, rồi xong ơi. Sim ơi là Sim ơi. Sim ơi mất cái đầu rồi. À đâu, cái đầu Sim ở đây nè. Thôi chạy đi Phong ơi, giờ bây giờ mình phải chạy ra đường cấp nữa. Em từ từ. Bây giờ mình có mang nên mang cái đầu Sim theo không? Trời ơi, tôi thui rồi, tôi thấy được Phong ơi. Trời ơi, sao mà tối tui vậy trời? Có cái nhóm lửa nè. Ui. Rồi. Ui, ui. Rồi. Mấy bạn có thấy chạy, có thấy cái đèn đã đỏ không? Cái đèn đã đỏ là sát dân á, chạy đi sao ơi, chạy đi. Leo nóc nhà, ơi. Mình leo nóc nhà được, Tôi leo nóc nhà rồi, Trời ơi, tôi thấy cái tên ông rồi kìa. Sao qua đây. Tôi chọn. Leo được. Bám lên thôi, leo lên làm cái gì bám lên thôi. Trời ơi, cái bà. Ok. Rồi qua được rồi. Trời má ơi. Sợ thật sự. Rồi, tuần tiếp theo. Ok, từ nãy giờ là gặp rất là nhiều nhân vật kinh dị rồi đó. Nào là thứ 6 ngày 13 nè, con ma chui từ trong TV ra nè, rồi Zep the Killer nè. Bây giờ tới lượt ai đây? Ma là gì đây? Con ma gì nữa đây? Con ma gì ở đây? Ma kè á. Chỗ này nhìn. Chỗ này hình như là nhìn nó giống như là một à, cái này là cái nghĩa trang. Đúng không? Nghĩa trang hả? Cái này là cái công viên, cái này là cái công viên. Cái công viên chứ phải nghĩa trang. Ma công viên. Ma ở ngoài công viên hả? Ui. Ôi, giờ đầy đủ luôn. Tiếng con gì vậy? Thấy có cái đầu này. Ui. Có gì vậy? Ui, Sam ơi! Có cái bà nào, bà đang ngồi khóc ở đây nè. Sao khóc vậy? Ui. Ui. Trời ơi! Đứng dậy rồi. Rồi, đừng. Trời ơi! Ba công viên đi chạy nhanh vậy, bà ơi, con tí á. Bà chạy đúng nhanh luôn á, Rồi xong, Sam thua luôn. Mà đi marathon hay cái gì vậy trời ơi. Trời má ơi, cái map này gặp nhiều mấy con quái vật sợ thế. Đúng rồi. Rồi, thang máy tiếp theo nè, từ nãy giờ hình như là một mình đi được tầng này hình như là tầng hình như là hơn tầng 10 rồi đúng không ta? Đúng rồi. Sắp xuống tầng 100 rồi. Ủa rồi gì nữa đây, sao lại tiếp tục là nhà nó vậy? Tôi sợ mấy cái map có nhà. Ủa, ghê luôn á. Thấy gì trời, ủa nhà đây. Ủa sao nhiều nhà vậy? Sao lần nào mới gặp nhà vậy? Ui. Trời. Có người gõ cửa. Trốn đi. Thôi, có người gõ cửa từ từ. Ui. Rồi, chắc là kêu lờ à không? Không phải. Ông Halloween, cái ông đeo mặt nạ Halloween. Ui. Ủa sao đánh đàn? Ông đang làm gì vậy? Ông đang đánh đàn. Tưng 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 tưng. Ông làm gì vậy? Ông đánh đàn có làm gì? Ê có khi nào đánh đàn xong quay vô đuổi mình không? Không, đánh đàn xong tí qua đánh. Ơi. Rồi. Nó đánh đàn.
nó đánh đàn anh xong giờ nó chuyển qua nó quýnh mình rồi đó. Nó đánh đàn xong giờ nó chuyển qua đánh người đó. Ui bà, mày trốn khôn quá, tôi trốn không sao sao, tôi sẽ đứng đây tôi canh cho nó mở cửa, khi nào nó mở cửa nó chạy ra tôi sẽ tôi chạy. Tôi trốn đang cái chỗ này nha, chỗ này an toàn quá. Nó cúp điện, nó cúp điện. Nó cúp điện. Ê ông thấy tôi trốn chỗ này khôn không? Chỗ nào? Ui, sao bà leo đó được vậy? Rồi, leo lên, leo lên đi. Mình leo được, leo được, leo được. Ừ, cho tôi leo đi, tôi leo đi. Tôi leo đi, tôi leo đi. Leo đi. Rồi. Sợ thế. Nó mà tới đây cái đỏ kia. Cánh ông thấy cánh đỏ không? Ôi, tôi nghe tiếng mài dao, tôi nghe tiếng mài dao. Ui, nó nè. Nó nè, nó nè. Ui, nó chém. Ui, nó nhảy ra được. Nó nhảy ra được. Sao ơi, nó nhảy ra được. Nó chém được tôi rồi. Nó nhảy ra được, sao ơi, chạy xuống. Con này sao khôn vậy? À, nó chui vô thang máy rồi. Chết. Mệt quá à. Tôi sợ, tôi đi toilet. Trốn đi, trốn đi, trốn đi bà ơi. Yeah, tôi trốn được rồi. Oh my god. Tôi thành công luôn mà. Rồi ok, tầng tiếp theo nè, mình nghĩ tầng này sẽ là tầng cuối cùng luôn nha các bạn. Để mà mình với Sammy mà đi hết 100 tầng á, tôi nghĩ là phải chia ra mấy tập lần á, cho nên là tập này là tôi sẽ đi trước 10 tầng thôi nha. Ok, chứ 100 tầng là đi hết 100 tầng chắc là video chắc phải dài mấy tiếng luôn á. Cái gì đây? Rồi. Phải đi, trời ơi. Final fest đi. Rồi. Này làm tôi ê tắt đóng cửa. Đóng cửa đúng không? Cái này phải đóng cửa đúng không? Đúng rồi. Đóng lại. Cái tay này đứng vậy không đóng được. Đóng rồi. Ui, ê, phải đi nè. Nó đứng ngay cửa nè, trời má ơi, nhìn mặt nó sợ thế. Ơi, con thỏ mới nuôi đúng không? Kìa con. Ui, đóng cửa lại. Ủa sao cửa mở? Đóng cửa lại. Đừng có cho nó vô. Đừng ai mở cửa. Ê, mở cửa chi vậy? Đâu có mở đâu, cái này cửa tự mở. Ở hoang tầng. Giờ tới lượt con dịch. Bây giờ là tới lượt con dịch. Oh my god. Từ từ, ví dụ mình mở cửa nó bị chúng ta, tôi muốn thử coi. Mở cửa xong mình đi ra ngoài hả? À? Hình như mình không đi ra ngoài được. Mình chỉ có thể trong đây mình đóng cửa lại thôi. Rồi. Đèn tắt rồi. Tôi chui tôi núp cho chắc. Đèn tắt rồi. Rồi kìa. Thấy nó rồi các bạn ơi, thấy nó rồi. Đây tôi cho các bạn xem nè, đó nè. Đó, đang chớp đèn kìa đấy. Đang chớp. Có ông kia ông khôn quá vậy, ông đứng kế bên luôn không sợ hả? Ui, nó gào luôn, ăn thịt mình. Theo như trong chuyện. Sao tối vậy? Im lặng quá vậy, sao im lặng quá vậy? Ui. Rồi, nó cử động rồi. Ủa? Có vậy thôi à? Trời ơi. Vậy là đứng cái thang máy là an toàn mất tiêu rồi. Tôi tưởng là có gì nó ghê lắm, hóa ra chỉ đơn giản vậy thôi à. Ok bạn ơi. Vậy là coi như ngày hôm nay mình đã cùng với Sammy, hai đứa mình đã cùng nhau gọi là tham gia được chắc cũng phải được 10 tầng rồi sao nhờ. 10 tầng của thăm mấy kinh dị rồi. Cho nên bây giờ là bọn tôi sẽ nghĩ rằng tôi sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mọi người nào mà muốn bọn tôi tiếp tục chơi cái thang máy kinh dị này để xem coi nó sẽ có thêm những con quái vật nào nữa, đừng quên là comment xuống bên dưới cho tôi biết nha. Có gì thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt. Bye.